quý vị và các bạn đã dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm tra tại các bến thủy, bến khách ngang sông. Qua kiểm tra thực tế tại các bến phà Dương Liệt, bến Bình Minh, Tân Châu và Đại Tập, các chủ bến và người điều khiển phương tiện chưa thực hiện tốt việc chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, tình trạng bến khách ngang sông chủ phương tiện, chủ bến còn thiếu vật tư, vật liệu nổ cứu sinh, bình chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, lực lượng thanh tra giao thông cần rà soát tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm bến đã hết giấy phép kinh doanh các chủ bến khách ngang sông. Phải có kế hoạch đảm bảo các biện pháp an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão. Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra đã lập biên bản 12 trường hợp, lập biên bản xử phạt hành chính gần 100 trường hợp, đình chỉ bến đò Đại Tập do hết hạn giấy phép kinh doanh. Hiện nay, tình trạng xe khách chạy không đúng tuyến, đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường tại tỉnh Hưng Yên. Điển hình như trên tuyến quốc lộ 39, người dân thường gặp những xe chở khách mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình đi qua địa phận Hưng Yên. Hầu hết những xe này đều chạy với tốc độ cao và có biểu hiện tranh giành khách trên tuyến với những hãng xe buýt và dừng đỗ bất cứ điểm nào trên tuyến. Tuy nhiên, do không được cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý, nên tình trạng này vẫn diễn ra, gây bức xúc đối với các doanh nghiệp vận tải có lịch trình và điểm dừng đỗ đón trả khách theo quy định, đồng thời gây ra sự lo ngại về việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến ở hầu khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó tập trung nhiều trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Trên nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ 39 hay trên quốc lộ 5 đều dễ bắt gặp tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến và diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm phổ biến là lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, đấu đối trái phép đường ngang dân sinh và quốc lộ khi chưa có phép của cơ quan có thẩm quyền, xây cất hàng hóa công trình dân dụng, treo pano trong hành lang quốc lộ. Nhiều người ngang nhiên bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, đổ vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè, thậm chí có nơi còn tràn xuống cả lòng đường. Phòng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường, nhiều khi mà xe máy người ta đỗ để mua hàng là cứ đỗ ra tận ngoài lề đường ấy, những cái lúc tan tầm ấy khó tránh được người ta làm giao thông. Đã là giao thông thì phải phải. Thế bây giờ nếu một cuộc họp như này thì nó không ảnh hưởng chứ sao lại không ảnh hưởng? Chiều là người ta đi chợ rồi người ta đi làm về, người ta đi chợ là đông. Vâng. Đấy mà nếu mà bây giờ cứ họp ở vỉa hè này ấy, thì nào là xe đạp xe máy là nó không ảnh hưởng. Thế rồi lại cả ô tô, cái đường này là ô tô đi rất là nhiều để người ta đi chợ cầu vượt. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông là vấn đề nhức nhối ở nhiều địa phương, như là các chợ tạm, chợ cóc phát triển với quy mô ngày càng lớn. Tuy các địa phương đã nhiều lần tiến hành giải tỏa, nhưng cứ sau mỗi đợt ra quân, hành lang an toàn giao thông lại bị tái lấn chiếm, thậm chí còn có nơi phình ra nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông đường bộ. Khi thực hiện cái chỉ thị xử lý vi phạm hành lang, thì các cấp ủy chính quyền địa phương là chưa đồng bộ, ví dụ như là có nơi thì là làm rất kiên quyết và xử lý, nhưng mà cũng có nơi thì là cũng chỉ là ra quân để phù hợp với cả tình hình thực tế trên địa bàn. Các cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng còn lơ là, nên đâm ra nó vẫn xảy ra những tình trạng là lấn chiếm. Để chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần hoàn thiện hệ thống hạ tầng để người dân có mặt bằng kinh doanh buôn bán tập trung. Ngay sau mỗi đợt giải tỏa, cưỡng chế các vi phạm, lực lượng chức năng cần bàn giao và gắn trách nhiệm duy trì, chống tái lấn chiếm với chính quyền địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp ra quân thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm, nhằm lập lại trật tự kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.